ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm và mặt trời cùng biết nhịp đời trên vai em buông chân cho anh mơ anh muốn được cùng anh về với Vin Vang mình sẽ sống những ngày hè yêu ngắn sẽ bóng dừa hạt lớn sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấm trong lòng hoài lần đầu gặp gặp em trên phố anh ngân ngơ lần đầu yêu người ngủ mơ chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên quên đi tất cả em muốn được cùng anh về vùng biển vang mình sẽ sống những ngày hè yêu nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài mọi người có thể giúp một vỗ tay lên được không ạ? Hè đến rồi chúng ta đi tìm con sông vỗ tung tăng những sóng cồn nhấp nhô con tàu nhưng như sóng trôi vô tình vô tình sóng trôi trốn vui mắt em hay hát khúc samba hay hát khúc samba hay hát khúc samba hay hát khúc samba Muốn gì được cùng anh về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa lạ hơn sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng cùng anh về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè yêu nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từng lâu ấm ấm trong lòng hoài em muốn được cùng anh về vùng biên vắng mình sẽ sống những ngày hè yêu nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu anh mãi nói những lời yêu thương đã từng lâu ấm ấm trong lòng hoài nói những lời yêu thương đã từng lâu ấm ấm xin cảm ơn Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ và vũ đoàn ABC cùng với sự hỗ trợ của ban nhạc It's Time. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, rất là dễ thương. Thúy ơi, hôm nay nhìn tiết mục của các bạn là tôi xem xong là tôi muốn đi tắm biển ngay đó nha. Rất là tươi mát và không thể nào tưởng tượng rằng là người ta nghĩ acoustic là cái gì đó nó phải trầm lắng, nó phải sâu, mà không ngờ các bạn mang bộ gõ vào trong đây và tạo ra một không khí rất là Hawaii. Cảm ơn các bạn. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang, anh nghĩ sao ạ? Tôi cảm giác rằng Sài Gòn bây giờ đang quá nóng, nhưng mà tiết mục của các bạn đã làm tôi cảm thấy rất là mát. Và tôi chỉ nghĩ một điều rằng chính sự hồn nhiên của Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy đã đem cho khán phòng này một cái luồng gió mới trong đêm nhạc hôm nay. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Quang. Thế chị Lưu Thiên Hương, chị nghĩ sao ạ? Đối với tôi thì cái thể loại acoustic thì tôi tưởng tượng từ xưa đến nay là nó luôn là đứng im và thể hiện cái giọng hát của mình. Đúng là như anh Lê Quang nói là các bạn đã mang đến cho một cái không khí khác hẳn. Người ta nghe thể loại acoustic thì có những người nghe không quen thì nghe một hai bài là muốn ngừng lại luôn. Nhưng tôi nghĩ là các bạn mà làm đĩa acoustic thì người ta muốn nghe các bạn từ đầu đến đuôi luôn. Xin cảm ơn những lời nhận xét của giám khảo và nghĩ rằng là họ cũng đang rất là vui với bài hát vừa rồi. Xin tiếp tục ủng hộ cho Thanh Thúy và Dương Triệu Vũ. Cảm ơn các bạn. Hôm nay em mặc một cái váy rất là đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là các cặp đôi của chúng ta luôn luôn mang đến cho sân khấu của Cặp Đôi Hoàn Hảo những tiết mục thật sự độc đáo, thật sự mới lạ. Và vừa hai bài hát sâu lắng thì có ngay một bài hát thật tươi vui cùng với thể loại acoustic. Đó thể hiện sự sáng tạo của mỗi cặp thí sinh trong chương trình. Và thưa quý vị, nếu như chúng ta yêu mến họ, hãy tiếp tục ủng hộ. Nhớ mã số bình chọn của họ để 15 phút cuối chương trình, khi tổng đài chính thức được công bố mở ra, quý vị hãy nhắn tin bình chọn cho họ để có cơ hội nhận được một điện thoại iPhone 5 32GB do Vinaphone cung cấp. Còn bây giờ xin trở về với Vy Oanh.
anh Tý với chị Dữ dễ thương quá à. Em xem xong ca khúc này em thấy giống như em mới có 15 tuổi thôi đó. Bây giờ thì chúng ta hy vọng là một số điểm rất là cao từ ban giám khảo ạ. Xin mời nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Mời. Xin mời nhạc sĩ Lê Quang. Mời. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương. Chiến. Và đạo diễn Lê Hoàng. 8